Nhưng mà đáng tiếc hôm nay không có phần thưởng rồi. Sao không có phần thưởng vậy chú? Kỳ vậy? Tại vì hết ngân sách rồi. Lần trước chơi lớn quá mà. Vậy con đang chơi không ta? Chơi không? Chơi không? Chơi đi. Thôi chơi luôn. Chơi cho vui thôi. Ok, chơi cho vui. Mà bây giờ điểm danh nha. Thôi khỏi điểm danh đi, ai cũng biết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi có tên là thi tạt lon. Trò chơi tạt lon là một trò chơi. Đấy là lý do mà trên tay các bạn ấy có mỗi người một cái lon. Nhưng mà chỉ cần dùng một cái lon duy nhất mà thôi. Đây là một... thái độ gì vậy? Chỉ cần một cái lon thôi mà. Đến cái lon kia bán ve chai. Nhóm chúng mình ngoài là tên siêu nhân lon. Nhóm chúng mình còn thường xuyên đi nhặt ve chai nữa. Cho nên cũng có tên là siêu nhân ve chai. Ok. Đây là một cái trò chơi mà anh nghĩ rằng sẽ không còn nhiều bạn biết chơi nữa. Bởi vì nó là một trò chơi dân gian đã thất truyền từ rất là lâu rồi. Hôm nay anh sẽ phổ biến lại cho nó cho các bạn cũng biết. Ở đây thì có bạn nào biết chơi không? Có. Có. Thế thì chứng tỏ đây không phải là trò chơi bị thất truyền rồi. Tại vì bạn nào cũng biết mà. Mạ Uyên, mở mắt ra. Quay video phải mở mắt ra chứ cứ nhắm mắt vào thế. Mắt con đã híp rồi mà trời còn nắng nữa. Ok, bây giờ chúng ta chơi luôn nhá. Yeah. Ở đây thì rất may mắn là đã có một cái vạch rồi. Các bạn ấy sẽ đứng ở cái vạch này để ném lon. Và khi mà chạy, khi mà nhặt dép chạy lên quá cái vạch này ấy, thì sẽ không bị bắt nữa. Thôi biết rồi mà cứ phổ biến không mà. Đầu tiên là kẻ một cái ô nữa này. Từ từ. Anh sẽ lựa vị trí. Ok, chỗ đấy là hợp lý rồi. Chỗ này nó xa lắm rồi. Đó, đây là vị trí đặt lon. Kẻ cho nó rõ vào chị Thơ. Cái ô này hơi bị lớn rồi đấy. Kẻ thật rõ vào để người canh còn biết đường mà đặt lon. Ok, bây giờ sẽ rất là đơn giản. Các bạn ấy sẽ phải tù xì để tìm ra một người canh. Ai thua sẽ là người canh. Nhiều ra ít bậy. Chị Thơ. Ok, là tôi luôn nè. Lên nè. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Nhớ là ném thật mạnh rồi nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Linh rất là liều mạng luôn. Đợi Uyên giải cứu, Uyên giải cứu. Uyên ơi. Cố gắng lên. Phú ném. Rớt lon rồi. Chạy đây. Chưa bắt được Phú cầm dép mà. Linh giải cứu, Uyên giải cứu đi gì đấy. Bắt được chưa? Đụng mọi người đúng không? Vậy là Phú đã chết. Phú sẽ là người canh. Các bạn lâu không chơi thì phải có vẻ như là rất là luống cuống. Thực ra thì cái luật chơi này ở mỗi vùng mới thì khác nhau đó chị mà. Chị Thơ không biết chơi. Ui Linh kìa. Linh chạy về trước đi. Phú không phải mắt Linh luôn. Wow. Bây giờ còn Linh hãy cố gắng ném chúng để giải cứu. Phú phải để ý. Lan đổ. Lon ra rồi kìa. Gió. Anh nghĩ là Phú nên đặt cái gì đó vào lon để cho nó. Ném nó đi con, ném để giải cứu đi. Chúng là sao là được. Wow, nhặt lon. Rồi, bắt Uyên kìa. Mấy bạn này chơi gà quá. Phú nhẫm vạch nhá. Phú lần sau không được nhẫm vạch nhá. Canh bắt vào người luôn Linh ạ. Bắt vào người luôn, đừng không cần bắt vào dép. Nhặt lon. Lon đổ. Nhanh lên. Rồi. Bắt. Ok. Trong lúc mà Uyên đang bị đuổi thì mọi người phải giải cứu Uyên nhá. Giải cứu nhưng mà giải cứu trễ rồi. Chậm quá.
Ok, bây giờ Uyên sẽ là người phải canh. Uyên ơi, Uyên ơi, chú bày cho Uyên một mẹo này. Bây giờ nhá, mọi người mà quăng hết dép xuống ấy thì mình ra đây đứng. Mình ra đây đứng. Xong rồi quay mặt lại xem ai cầm dép để mình đuổi. Nhưng mà với điều kiện là lon không đổ nhá. Nếu mà lon đổ thì phải chịu thôi. Chị Thơ có vẻ không biết chơi. Chưa bao giờ quăng trúng cả. Nhặt lon. Chưa được bắt. Chưa cầm dép. Bú có vẻ trêu ngươi. Bú tự tin thái quá. Bú chưa cầm dép còn kêu là 1, 2, 3. 1, 2, 3 tôi cầm dép đây. Ok. Wow. Bây giờ cả ba cùng đến vị trí dép của mình. Phú lên trên, Phú lên trên. Phú đừng ngồi đứng gần quá. Cầm mờ dép là bị bắt, cầm mờ dép là bị bắt rồi. Đuổi đi, đuổi đi. Ơi. Mẹ phải cứu tôi. Trời ơi, lại ném đúng vị trang chỗ này. Để canh để giải cứu cho con. Wow. Uyên ném ghê thật. Chưa. Lan đổ. Chạy về. Lan đổ mà. Mình phải đặt lon xong mình mới bắt mọi người chứ. Quên. Con vội luôn. Ok, mọi người chuẩn bị tạt đổ lon tiếp kìa. Chị hãy để chị Thơ tạt đổ lon một lần thế nào. Cầm cái dép xịn quá, chả bao giờ tạt đổ được cả. Wow. Mọi người hãy đến vị trí dép của mình đi. Một ai đó, chỉ cần một ai đó cầm chạy được thì sẽ có cơ hội giải cứu cho những thành viên còn lại. Uyên lên được rồi kìa. Ơ, Phú không để ý Uyên kìa. Phú bị lừa rồi. Trời ơi, trúng chân rồi chứ. Cháu em đã chửi em. Bạn Phú có vẻ là không để ý. Giờ phải canh cả ba người, ai cầm dép cái bắt ngay. Phú có thể đếm đến 10. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi không cần đếm nữa đâu, không cần đếm nữa đâu. Wow, Linh đã bị bắt. Linh cho em chan nhiều. Cho một tí xíu thả cho xuống. Cho một tí xíu hơi mệt quá anh tiểu thúi ạ. Chơi thế mà đã mệt rồi à? Có vui không? Vui. Vui thì chơi nữa đi. Ok. Bây giờ thì luật chơi sẽ có một chút thay đổi. Anh sẽ là người trực tiếp canh để tăng độ khó của trò chơi lên. Và anh sẽ luôn luôn canh cái lon này. Ok không? Ok. Nhưng mà anh mà bắt được ai ấy thì người đó sẽ bị búng tay. Ai búng? Tất cả mọi người búng tay. Ok. Ok chơi nữa. Vậy mới vui chứ đúng không? Đúng. Dạ, ok chú. Rồi. Ai cũng có dép rồi đúng không? Thoải mái đấy. Trời ơi, chắc mình phải ra một cái luật chơi là ném không đến lon thì sẽ bị phạt. Không. Phú à. Phú à. Mỗi người búng một cái. Búng một cái thôi mà lề. Mới nhiều ba. Chưa. Luyện cho lắm vào, cuối cùng búng nhẹ mũi cắn. Ok. Nhẹ hiểu. Nhẹ hiểu nhưng mà cái tay của... Rồi, mọi người về lấy dép của mình. Cái dép của em hình như là khó tạt á, phải cứ dép của Phú thôi. Đây chị, có dép bánh mì nè. Trời ơi. Thơ đã bị bắt. Mọi người hãy búng tay Thơ. Nhẹ rồi nha. Ừ, có người chết rồi, Phú lên thoải mái đi. Búng mạnh vào. Ôi, sao búng nhẹ thế? Búng nhẹ thật chứ. Quỷ này. Chú ơi. Chú
anh mát được em, anh cũng phải được búng chứ. Ủa không búng cô thơ à? Búng đi chứ, búng mạnh vào. Trả thù, ban nãy cô thơ búng phú như thế nào? Nhẹ nhẹ thôi, rát rát chứ. Đây, đây gọi là một trò chơi gây mất đoàn kết rất cô rất sợ nhiều. Lắm không, à? Không, không có còn cô cháu gì hết. Không có cô cháu. Nó bảo nó không có cô cháu. Đúng rồi. Cô cháu gì đây? Mạnh lên, mạnh lên. Trò chơi mà. Yên yên, yên đâu yên. Trời ơi. Gồng gồng lên, gồng lên. Anh nghe tiếng pop luôn. Cố gắng phát huy nhá. Ủa vậy là ai bị bắt thì anh cũng được búng hả? Đúng vậy. Ủa tự nhiên được lời. Thế anh canh anh phải bắt mọi người rồi anh cũng được búng chứ. Bây giờ ấy ai mà không tạt đến cái lon này cũng sẽ bị búng. Tạt qua có bị búng chứ? Tạt qua không sao, tạt qua bị bắt mình mới bị búng. Lại bị bắt nữa. Lại đây, lại đây, lại đây. Có hai đứa làm sao ai ấy không bắt được, cứ bắt em. Nó chưa cầm dép. Thôi thế, cứ bắt em. Nào, búng em, búng em. Ủa, sao con cười to quá vậy? Cô thơ không cho anh búng. Đâu. Tại con sướng. Mọi người vén tay này lên. Linh búng lại nha. Con búng làm sao? Con búng đâu nữa. Con búng nhẹ. Để chú búng trước cho. Ai giữ tóc dùng chú nào? Còn. Trời ơi, tại sao mọi người lại đồng minh với nhau vậy? Nào, nhanh nào. Yên. Linh kìa. Đấy con nè. Quá gà đúng không mọi người? Đúng. Quá là gà luôn. Gà. Không chơi nữa, đi đi, lượn đi. Từ nay không có gì cháu gì hết. Ok. Thôi trò chơi của chúng ta tạm ngừng ở đây. Yeah. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn trong một trò chơi khác. Nếu như các em thích trò chơi này thì hãy cho bọn anh một like nhé. Và nếu như bạn nào mà có trò chơi nào thú vị hơn thì hãy gợi ý cho bọn anh để hôm sau tất cả sẽ cùng thực hiện nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.